Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món nồi sò mọi người, nồi sò thịt heo mọi người với ống khoai đen đá mọi người. Đây mọi người, cái chảo nồi sò mọi người, cái chảo nồi sò thịt heo mọi người, nó sức hoài mọi người, có hai cái lỗ mọi người. Ly phơi đang đá mọi người, để quay qua mọi người. Muỗng mọi người, mời mọi người ăn sáng mọi người, ăn sáng uống một phơi làm bữa sáng cho mọi người. Người này chưa tỉnh ngủ mọi người, người này chảo chảo này đầy nước mọi người, qua nó chảy nước mọi người, chỗ hai cái lỗ mọi người nó chảy nước nè, nó nước đầy quá mọi người, nước nhiều quá. Thì nuôi mọi người sò vàng mọi người, có giá hẹ mọi người, hành ngò dưới thịt mọi người. Nước ngon vừa ăn rồi, nước ngọt ngon. Nhưng mà này hình như đun nó hơi hơi khói mà. Nuôi dai mềm vừa ăn rồi, nuôi sò rồi. Đặt dây dai mềm mềm luôn. Nước nóng ngọt ngon rồi, nước ngon. Giá ăn đúng giòn rồi, giống như kiểu giá trọng luôn rồi, ăn giòn. Chảo nuôi sò là nhiều luôn rồi. Chưa tỉnh ngủ luôn rồi. Kêu còn lơ lửng trên mây không rồi. Chưa xuống.
nạc nó hơi nó dài xíu rồi. Như đặt chân người mua nay nạc cũng nhiều rồi, nạc nhiều ngồi giấy với ô dâm quế nó thơm thơm mà. Mình dí nó giòn giòn, dâu quế nó thơm thơm. Nhai mỗi miệng luôn rồi. Để hấp nước cái nữa rồi. Nước ngon rồi. Hấp nước ngon, nước nó ngọt ngon rồi. Đậu bán vàng dính áo rồi. Sáng phải coi cử cà phê đen mà đúng đã luôn rồi, bào đắng luôn rồi, uống là bung nóc chỗ nóc luôn rồi, uống cho tỉnh gà luôn rồi. Rồi mọi người, cái nuôi sò thịt heo mọi người ăn ngon rồi, cái nước nấu ngon rồi, sò thì ăn nó dai mềm vừa, nó vừa ăn rồi, nước nấu ngon, giá hẹ hành rồi, giá hẹ nó giòn giòn rồi, hành ngòi nó thơm thơm rồi. Con miếng dâu quế nó thơm thơm, nạc thì nó hơi dai dai xíu rồi, đặc trưng của nó rồi. Rồi cái như có hành phi luôn rồi, nước ngọt ngon rồi, quan trọng là nước ngon rồi, ngọt thơm. Cà phê đen đá thì bao đắng luôn rồi, rồi ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.